lại có luật biểu tình, lại có biểu tình an ninh mạng khủng bố, gì khổ mấy bố, trời quen rồi mấy em, mấy ngày nay sống biểu tình quen rồi, thêm nữa cũng sao đâu, kệ nó ha, mệt gì đâu á, ăn mau làm đi biểu tình nữa nè, vì người ta làm ban ngày đi tối người ta đi biểu tình đúng không? Là luật an ninh mạng thông qua rồi anh biết rồi, có 15 đồng chí là nhân phản đối, rồi có khoảng 23 đồng chí là nhấn lộn nút. Không, mà nói quốc hội là vậy đó mẹ, cái chuyện mà phản đối hay chuyện cái lộn là chuyện bình thường đúng không? Cãi cho đã đi rồi tới hồi biểu quyết, ông thích vậy thì ông không đồng ý, ông nào thích thì ông đồng ý, ông nào thầy kệ mẹ mày, thầy khỏi ấn nút luôn. Không làm gì thôi, có gì đâu ghê. Bởi giờ mấy thằng phản động á, lụm đường câu phản đối của ông nào lên nghe cái sòm sòm rồi. Bởi vì mấy bạn đó tư duy kém lắm, làm vậy đó, nhiều khi mình nói rằng tư duy kém đó. An ninh mạng thông qua rồi anh, mày kể tin cú xì, mày kể tin động trời đó, bảo đảm mày tình báo nó báo tin liền. Kể tin là hot hot nha. Phản đối đặc khu mà lại đi phá của người ta tiện thể thôi, giống đi tắm bị lắp camera quá. Ủa đi tắm bị lắp camera liên quan gì ông nội, mày có bị khùn không? Bây giờ tất cả mọi điều mà lên mạng đều là lắp camera mẹ nó hết rồi đúng không? Thằng Facebook, thằng YouTube, thằng gì nó cũng theo dõi tụi bay bằng camera hết á. Còn nhà nước không có rảnh háng đâu ngồi theo dõi tụi bay bằng camera. Chừng nào tụi bay sầu lông tội phạm lên thì mới hớp tụi mày thôi. Hiểu không? Anh học công nghệ thông tin nghe anh đi mấy em ơi. Chuẩn bị có biểu tình an ninh mạng à, ai biết. Thường thường mấy đứa an ninh mạng là mấy đứa chả biết méo gì cho mạng hết. Hôm qua anh coi một bài phỏng vấn mấy đứa đi biểu tình đặc khu bị bắt về đó mấy em. Hỏi biết đặc khu đi không không? Bà kia cho tiền tao đi, kia tao chọi đá, tao chọi thôi à. Chứ tao không biết ăn đặc khu là gì đó, mà thiệt trình độ tụi nó không biết đặc khu là đúng. Đúng không? Trình độ của tụi đứa đó không biết đặc khu là đúng. Siết chặt an ninh mạng còn coi được CRV không anh? Mày coi thoải mái luôn, tao nói thiệt á, mày quay phim set của mày gửi trong bò mày, bò mày quay khỏa thân gửi ngược lại cho mày cũng ok. Không có gì cả. Hiểu không? Tụi bay lo mấy cái chuyện sàn quá, tụi bảo đảm những cái quyền lợi tụi bay hàng điện hiện đang có không mất gì hết. Anh là luật đó anh rành lắm, anh là dân công nghệ thông tin mà. Em làm MMO kiếm tiền YouTube, mày kiếm thoải mái mày ơi. Google nó rút hả? Google mà rút gì khùng quá. Không rút đâu. Nhà nước làm ăn làm việc với Google Facebook hết rồi mày ơi, mày ngu như con đót. Mày phải hiểu cái chính sách này ra đó là nó vì an ninh quốc gia, chứ không phải là cái chính sách này ra vì làm giảm tiền túi của tụi mày. Không có nhà nước nào ra chính sách để làm giảm tiền túi của tụi mày nếu đồng tiền nó hợp pháp. Hiểu không? Mày có đọc báo không? Mày bị mù chữ hả? Mày thuộc giặc dốt đúng không? Tao nói cho mày nghe. Mày có thấy là trước khi mà thông qua cái dự thảo an ninh mạng này á, là thằng Facebook với thằng Google nó qua đây nó chơi mấy lần luôn, thấy không? Mày có thấy được cái sự kiện đó không? Đồng nó đã qua đây nó rửa ghế cho Việt Nam bằng đít quần nó rồi nó về hả? Suy nghĩ đi. Suy nghĩ đi. Đúng không? Nhà nước thừa hiểu được là cái mối quan hệ lợi ích nó chằng chịt giữa doanh nghiệp và mạng xã hội. Đúng không? Nhà nước ra một cái đạo đực, đồ mới làm kinh tế mà đi xuống, nhà nước có ra không? Mày biết kinh tế đi xuống là tự sát cho con trai. Hôm nay tao đau khổ quá, tao dạy mày như đó anh em. Liệu Facebook và Google có bỏ tiền túi đặt mấy chủ Việt Nam cho nó tiền mày ơi? Mệt quá, túi mẹ gì? Quan trọng mày ngoan là tao cho mày tiền thôi, chứ mắc gì cái gì giải quyết được bằng tiền là méo sợ. Tụi bay cứ lo hỏi mấy cái chuyện thiệt á, thình thì ra tụi bay dùng mày giặt dốt chết mẹ luôn. Mày phản động nó dắt mũi gì chắc con chó, cậu xin lỗi chắc con trâu. Tụi em lo quá. Em chỉ sợ á, em chỉ sợ một điều, nếu mà cái nhà nước này là họ muốn diệt với ông á thì mày sợ. Còn nhà nước này không muốn diệt với ông á thì mày khỏi lo đi. Mẹ tiền bạc thì anh em ngồi lại đàm phán một chút. Đúng mày, bớt mày chút thế, mày lấy cái tiền thế ra mày đóng cái server làm gì ghê vậy? Đúng không? Rồi mày coi server không được đúng không?
mày sợ cyber bị khủng bố. Tao kêu mấy anh em thanh niên xung phong tới canh vòng ngoài cho mày, mày điều chuyên gia ngồi máy lạnh canh vòng trong, chịu chưa? Không chịu nữa đúng không? Tao kêu Viettel, VTC hỗ trợ mấy cái server free luôn, ok chưa? Đâu mới nhường tới mức đứa đó chưa, ok cút mẹ đi. Đó, anh là đàm phán ngoại giao của anh trả lời vậy được không? Giờ nó chặn YouTube rồi lấy gì vào mạng? Má mày ngu như con chó nữa, thằng này thuộc về đệ tử của thằng giặc chốt hồi nãy luôn rồi. Mày khùng hay gì để chặn Facebook mày? Đâu mới dự thảo an ninh mạng có điều luật nào chặn Facebook không? Nó đồ điên. Thì tao hiểu sao trình độ tụi bay dễ bị xỏ rồi đó. Ít ra là nghe ra chim của anh Duy nhiều á thì cũng phải khá khá lên chút. Còn mày thích học tiếng Trung thì kệ mẹ mày, mày đi mày học đi. Đừng có bị đặt vô đây mà trây cái trét cái ngu cái dốt của mình ra tùm lum. Luật an ninh mạng thì những video tố lãnh đạo sao coi được, coi thoải mái sao không coi được. Mày cứ tố thoải mái đi. Đúng không? Mày tố đúng thì mày tố đúng mà nhận tiền, mày tố tầm bậy là mày chết vậy thôi. Phản động vô hoang mang hỏi anh Duy kìa bạn, Hồ Phú làm phản động con á, thằng này nó ngu lắm nhưng mà được cái nó phản động. Nó hỏi gì đó, nói luật an ninh mạng ra rồi sao tố được lãnh đạo làm sai. Tao khẳng định với mày luôn, có luật rồi tố tố tham nhũng được 5 tỷ đúng không? Mày mày tố đi, mày tố đúng là tự nhiên mày mày được tiền à, còn mày tố tầm bậy là mày phải chết vậy thôi. Công bằng không đúng không mấy bạn, đúng không? Còn mà chứ cái đạo lý nào mày tố tầm bậy rồi mày mày nhân nhẫn đúng không? Đâu cũng vậy thôi à. Em nghe không cho livestream nữa, không gặp anh yêu buồn lắm, làm gì có chuyện không cho livestream, em tầm bậy không, không có lực nào không cho livestream hết. Bớt nóng anh, bọn ngu nó đông lắm. Giặc dốt thời hiện đại là có thật, bao đông luôn. Cái hay của kẻ ngu là làm cho người người thông minh. Không sợ đồng đội, không sợ giặc mạnh như hổ, chỉ sợ đồng đội ngu như trâu. Ngu như bò em. Trâu khôn hơn bò em.